Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay lại kênh Trên Tầng Mây. Kính chúc mọi người một ngày tốt lành bên gia đình và bạn bè. Trên màn hình quý vị đây là hình ảnh cầu Rạch Miễu, cầu bắc qua sông Tiền, nối Bến Tre và Tiền Giang, phá thế lụy phạt của tỉnh Bến Tre, giúp phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Cầu nằm trên tuyến quốc lộ 60, là tuyến đường huyết mạch, giúp người dân các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh gần hơn. Sau 14 năm khai thác, cầu Rạch Miễu thường xảy ra tình trạng quá tải, thường xuyên kẹt xe vào các ngày cuối tuần, lễ, Tết. Cầu Rạch Miễu 2 cũng đã được triển khai xây dựng từ tháng 3 năm 2022 để chia lửa cho cầu hiện tại. Với vốn đầu tư ban đầu gần 5.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Dự án nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km về phía thượng lưu. Công trình dài 17,6 km, phần cầu dài gần 2 km, rộng 21,5 m. Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, Tiền Giang, điểm cuối trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Hàm Luông thuộc Bến Tre. Dự án cũng mở ra một tuyến đường mới, song song với quốc lộ 60 hiện tại. Trên màn hình quý vị đây là hình ảnh thi công đoạn cầu đi qua Cồn Thái Sơn, hiện tại đang thi công các trụ cầu. Cầu Rạch Miễu 2 cũng gồm một cầu dây văng và một cầu phụ. Hiện tại cầu phụ đã lên được một số trụ cầu và đang thi công tiếp các trụ cầu còn lại. Phía xa xa là cầu Ba Lai, bắc qua sông Ba Lai. Theo như mình tìm hiểu thì đã thi công đổ bê tông mặt cầu được một đoạn. Về phía nhịp chính dây văng, các trụ cầu đang được thi công móng và bệ trụ. Phần bệ trụ chính phía hai tỉnh thì đang được thi công đổ bê tông. Hiện tại cầu Rạch Miễu 2 đang chậm tiến độ so với kế hoạch do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án tăng so với dự kiến ban đầu, nên kinh phí bồi thường cho công tác giải phóng mặt bằng tăng lên. Hiện đơn vị giải phóng mặt bằng phía tỉnh Tiền Giang đang đợi bổ sung kinh phí để bồi thường cho người dân. Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, tổng mức đầu tư dự án tăng hơn 1.426 tỷ đồng so với phê duyệt trước đó. Phía Tiền Giang hiện tại chỉ đạt được giải phóng mặt bằng 43%, trong khi phía Bến Tre đạt hơn 93%. Phần lớn đường dẫn vào cầu đã được giải tỏa, đổ cát san phẳng. Đây là hình ảnh đường vào dự án trên Cồn Thái Sơn, mặt đường dân sinh nhỏ hẹp, các cầu trong đây không chịu được tải trọng nặng, vì vậy gây khó khăn trong việc chuyên chở nguyên vật liệu thi công. Nếu chở vật liệu thi công bằng đường thủy sẽ gây xung đột với các tàu bè, đặc biệt là tàu du lịch của khu Cồn Thái Sơn này. Nên việc cung cấp nguyên vật liệu thi công cũng là một bài toán cần được giải quyết để cầu Rạch Miễu 2 được về đích đúng hẹn. Khảo sát tiến độ cầu hôm 15 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vào tháng 10 năm 2025, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Khi hoàn thành, cầu Rạch Miễu 2 sẽ giúp giảm tải ùn tắc, mở ra tuyến đường mới, giúp phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, sau cầu Rạch Miễu, Cao Lãnh, Mỹ Thuận 2, Hàm Luông, Cổ Chiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nếu có điều gì sai sót, mong các bạn bỏ qua hoặc bình luận để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để kênh có động lực tạo ra các video tiếp theo hay hơn.